Thôi được rồi, em không uống nước này đâu. Mất công rồi, lát rồi máy cắt cái bắt đầu chị. Cho anh miếng, cho anh miếng. Cho anh miếng nha. Anh uống không? Chưa nói hết câu luôn đó, chưa nói hết câu luôn á. Hồi xưa thì em nghe, hồi xưa anh Vinh á, là anh rất là dành chị. Dạ hả? Vinh thích chị lắm. Hồi mà lúc mà hát bài gì nhiều quá gió mà bài mà ngắm hoa rơi lòng anh ngắm bỗng hoa rơi lòng anh bỗng nhớ nhớ một người mà anh luôn mơ đúng yêu gì ơi, bởi vì anh không yêu vậy là đúng rồi. Ủa, anh yêu chị lắm không? Vinh nghe nó nghe, hồi xưa anh có yêu em không? Hồi xưa anh có yêu em không? Rồi không có anh rồi ai cưới em? Anh hôm nay anh thấy em có đẹp không? Được. Được đó hả? Ngon, ngon. Anh ơi, trước khi cưới em muốn hỏi lại lần nữa, anh có yêu em không? Có. Có. Lại đây ngồi. Hồi xưa anh có yêu không? Anh tha thiệt cho em, hồi xưa anh có yêu em không? Tình yêu ấy mãi không phải mà anh luôn tôn thờ. Anh mà dám yêu em hả? Không, không dám. Sao không dám, em làm gì mà không dám. Nhưng mà chị có coi cái... Cái nét biểu cảm đó là ngại ngùng, sượng sùng mà kiểu như gặp người. Không, cái nét đó là không phải cái ngại ngùng. Cái nét đó là nét ngán ngẩm. Ngán ngẩm là bên kia kìa. Xe, ô xe. A few moments later. Nhưng mà hồi xưa anh Vinh yêu em. Anh Vinh có yêu không? Sàm sỡ anh kìa, giúp anh cứu anh. Dám sàm sỡ Vinh của chị hả? Hồi xưa anh Vinh yêu em nói thiệt. Mới vô chương trình là hốt anh liền. Hồi xưa anh Vinh thương hơn hả? Em nghĩ anh dám không? Em nghĩ là dám đó. Tại sao? Em muốn được cùng anh đem vùng biển vắng. Mình sẽ cắm những ngày hè một năm mới có chuyện bàn ơi. Em muốn ô xe ô. Trời ơi, có một anh đang tắm nắng kìa. Nhìn tướng thiệt là ngon. Chị ăn nữa hả? Sao chị lắc đầu? Chị đang ăn. Chị hỏi thử à. Chán bị hư không? Hư không chị? Anh hỏi không biết. Phải ăn mới biết. Mai họ nhờ chị hỏi giùm. Không, thấy chị ngon. Vừa người đúng không? Chuẩn đúng không? Dễ thương đúng không? Dạ. Nhưng vì nhiều hơn trước. Thôi quá, khó quá. Tiếp thức. Đậu. Lạc. Đây là hạt. Đây là hạt. Đức. 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 Trời ơi. Chẳng còn bớt. Đây, mình ngày tháng năm. Ngày tháng năm. Anh ơi, nó nghe người anh ơi, Đức, nó nghe người anh ơi, Đức, nó nghe người anh ơi. Trời ơi, không đủ dây luôn. Không đủ để mà quấn ba luôn. Thưa quý vị, trời ơi. Lần đầu tiên có một nghệ sĩ mà chúng tôi không đủ dây để quấn. Trời đất ơi. Không đủ dây để quấn, thưa quý vị, cuộc chơi phải dừng lại lập tức vì không đủ dây để quấn. Quá mừng kinh. Cái này là thật khó mở nè. Rồi, bây giờ vậy, chúng ta cái đêm mình phải tập trung lại để sau cái màn này sẽ có một màn tiếp theo. Rồi, xin mời anh em. Anh quên gì nè anh ơi, đem ra được không anh? Nó nịch mở em ngọt quá nè. Trời ơi.
Không sao. Vợ em nuôi 20 mấy năm khó khăn lắm chứ có phải dễ dàng đâu mọi người. Ai làm khó được em? Mọi người biết không? Ông bà ta có câu là gì quên mất rồi, nhưng mà ý là đại loại là phụ nữ phải hơi phức phát, hơi tròn trịa một chút thì đàn ông mới thích. Là khi mà ba mẹ mà muốn chọn con dâu cho con của mình là phải chọn những cái người như thế này thì đẻ con mới sai, mới nhanh, mới đâu dễ. Có đàn ông nào thích vậy đâu. Anh Vinh với anh Luật là thích những kiểu người như vậy đúng không anh? Không có. Chị Trang rất là ốm, rất là đẹp. Còn chị làm sao? Tôi không có thích kiểu đó đâu. Nói chung tôi không thích Thúy Ngân. Tôi không thích Thúy Ngân. Gì vậy? Ủa sao vậy? Mình chung một đội mà nó em. À tôi thích Thúy Ngân lắm. Tôi thích lắm. Xin chào mọi người, anh Luật nhiều khi anh Luật với anh Vinh là hay đùa vậy đó. Hay đùa chứ không là... chứ không thích thiệt. Anh giảng giảng cái máy ra không nó tràn màn hình đâu thấy hết. Em muốn đổi đội, em không muốn chung đội với hai người này nữa. Bên kia có hai bà kia còn ốm hơn đó chị. Mọi người sao vậy? Cả thế giới này ai cũng ốm. Thì làm sao có một điều gì đó đặc biệt trong thế giới này? Có một người mập thì mới tôn vinh những người ốm được. Hiểu không? Em có hiểu không? Chết thiệt. Nguyên cái chương trình ai cũng ốm. Game show gì mà ai cũng ốm. Em ơi, bên trái có hơn gì? Hơn em, không? Thôi. Bên trái nào có mập? Tinh bột không mà không mập. Bên trái này thì còn tinh bột nó phơi ra sương ra gió, tan hết rồi.